Cán bộ công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, vào hồi 17 giờ 35 phút ngày 29 tháng 9, sự cố chập điện đã xảy ra trong căn hộ chung cư mini tại ngõ 2 Phạm Thận Duật, phía sau làng trẻ SOS. Sự cố tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trước mắt để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân mua và thuê nhà ở đó, tạm thời ở trọ bên ngoài. Khu vực cũng được dựng rào chắn ngăn người ra vào. Tại hiện trường, bà Thờ, sinh sống gần đó cho biết, khoảng thời gian trên, người dân trong ngõ 2 bất ngờ thấy nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà. Đây là một tòa chung cư mini được xây dựng nhiều năm qua, người thuê nhà chủ yếu là sinh viên, một vài hộ dân là vợ chồng trẻ mới cưới. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa cũng điều xe chữa cháy đến hiện trường, sự cố nhanh chóng được khắc phục. Cũng theo bà Thờ, cách đây ít hôm, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Cầu Giấy phối hợp với phường Mai Dịch đã về tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại đây.